Xin chào các bạn, lại là Vinh đây. Một ngày rất là bận rộn của anh em Shop Hai Bánh. Thì ở đây có một chiếc siêu rút nè, đang thay phần cuộc sau nè. XT150 là thay phần xi nhan nè. Có cả Winner X nữa. Chiếc Vario này nằm cu đơn quá, không biết là làm gì đây. À, chiếc xe này là thay nhớt. Hàng chi bên thấy bên dưới có một cái khay để sẵn. Thì các anh thợ luôn chuẩn bị sẵn những cái khay như thế này, dùng để đựng những dụng cụ cần thiết. Và một khay nữa mà dùng để đựng nhớt. Nhưng mà vì chắc là chưa có sản phẩm đem ra cho nên các anh thợ chưa tới, chứ chưa đến được với chiếc xe này. Thôi, thì bây giờ Vinh sẽ đi lấy nhớt phụ các anh thợ luôn. Rồi, anh khách lựa chọn cho mình là Liwi Pony 5W30. Thì dòng nhớt này sẽ có giá là 285.000 đồng. Với cấp nhớt 30 này thì Honda khuyến cáo là sử dụng cho các dòng xe của họ. Và dòng nhớt này chúng ta có thể sử dụng khoảng là từ 2.000 đến 2.500 km. Bên cạnh, nếu chúng ta không thích cái độ mà mát mái của nhớt Liwi Moly đem lại, thì chúng ta có thể lựa chọn Mobi One nè. Với cấp nhớt tương tự nhưng mà đem lại cái cảm giác lái là chiếc xe của mình được bốc hơn, động cơ của mình được mạnh mẽ hơn. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn, thì hai dòng nhớt này có giá gần như tương đồng nhau. Cấp nhớt thì tương tự luôn, nhưng mà đặc tính của nhớt thì khác nhau nha. Một dòng là mát máy, một dòng là giúp máy của mình được bốc hơn. Còn nếu như các bạn vẫn thích bốc nhưng mà vẫn thích thương hiệu Liwi Moly, thì có dòng là Liwi Moly Quarter đây nè. Đó, nhưng mà cấp nhớt này là 10W40 nha. Thì với cấp nhớt 10W40 này còn có những cái thương hiệu khác như là Repsol. Bên đây thì có Phúc nè. Cao quá, thấy có cái bàn tay không rồi mấy bạn ơi. Đó. Và đây là các dòng nhớt tổng hợp 100%. Có thời gian sử dụng từ 2.000 đến 2.500 km. Và những dòng nhớt này sẽ chứa rất là nhiều phụ gia để bảo vệ tốt cho phần động cơ của chúng ta trong quá trình là vận hành từ 2.000 đến 2.500 km. Bên cạnh nhớt máy thì còn có một dòng nhớt nữa chúng ta không thể không nhắc đến, đó chính là nhớt lắp. Thì bên nhớt lắp thì Shop Hai Bánh có hai dòng, đó chính là Motul sẽ có giá là 45.000 đồng, còn Liwi Moly sẽ có giá là 120.000 đồng. Các bạn đừng nghĩ là Liwi Moly là mắc hơn nha, bởi vì bên trong Liwi Moly sẽ chứa nhiều chất phụ gia hơn giúp cho cái phần nhớt lắp, xin lỗi các bạn, giúp cho cái phần lắp của chúng ta sẽ đỡ được cái tiếng hú hơn. Và nhớt lắp này chúng ta phải thay là hai lần thay nhớt, sẽ có một lần là chúng ta phải thay nhớt lắp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy nhớt và quay trở lại với quy trình thay nhớt của Shop Hai Bánh. Anh thợ ơi, thay giúp em. Đó, luôn luôn sẽ có hai khay như thế này. Một khay dùng để đựng những đồ nghề chuyên dụng để thay nhớt, và một khay dùng để đựng nhớt dơ xả từ bên trong động cơ ra. Rồi, thì các bạn vừa mới xem xong đó chính là quy trình thay nhớt bên Shop Hai Bánh. Thì với cấp nhớt 30 này thì sẽ phù hợp với những dòng xe chúng ta đi lại trong điều kiện thành phố. Còn nếu như chúng ta đi lại trong đường trường mà lẫn thành phố, chúng ta thường hay lẫn lộn qua lại đi, chúng ta thường xuyên phải đi đường phố hay đường trường luôn, chúng Vinh khuyên các bạn nên sử dụng là cấp nhớt 40. Thì đối với cái dòng xe Vario này là sử dụng dung tích nhớt chỉ có 800 thôi, nhưng mà bình Liwi Moly này có dung tích tới 1 lít lận, cho nên anh thợ đã canh nhớt rất là chuẩn. Mình thấy không bao giờ, khi các bạn thay nhớt tại Shop Hai Bánh sẽ không bao giờ gặp tình trạng là châm thiếu nhớt,
sẽ rất nguy hại cho động cơ và sẽ không bao giờ là chăm quá dư nhớt nữa, sẽ giúp cho, sẽ làm cho chiếc xe của chúng ta bị nặng nề. Luôn chăm đúng nhớt theo đúng với dung tích của xe. Và bây giờ khi dư ra lợi 200 mil này sẽ trả lại cho khách để cho anh có thể thay nhớt vào những lần sau. Chúng ta cũng có thể mua nhiều mua vài bình như thế này, dư ra thì chúng ta sẽ được dư một bình rất là tiện. Rồi sẵn tiện Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn những món phụ tùng là đồ chơi cũng như là vỏ xe dành cho dòng xe Vario này. Chúng ta nên nhắc đến là những cái món phụ tùng thay thế trước, đó chính là những chi tiết bên trong bộ nồi đi. Đó, khi mà các bạn đến với shop hai bánh để chúng ta vệ sinh nồi thì sẽ được những anh thợ làm sạch sẽ các chi tiết bên trong nồi, sau đó là báo những cái chi tiết nào còn sử dụng được và những chi tiết nào sắp sửa hư, sử dụng được khoảng bao nhiêu ngàn cây nữa cần được thay thế. Và khi các bạn có nhu cầu thay thế thì bên shop hai bánh luôn có đủ các phụ tùng để có thể thay thế ngay, đến từ chính hãng của Honda và Yamaha luôn. Cho nên các bạn không cần phải chờ đợi mà phải order đồ này kia, tất cả đều có tại đây. Bên cạnh nồi thì còn có những chi tiết bố thắng nè. Đây là một bộ phận dùng để kìm hãm cái sức mạnh của chiếc xe của chúng ta. Đó, cũng rất là dễ bị mòn sau khi chúng ta sử dụng một thời gian dài. Cho nên bố thắng là một phần không thể thiếu cho chiếc xe. Những dòng bố thắng này dành cho nhiều dòng xe khác nhau và đến từ thương hiệu là Elite. Hoặc là bao tay đi, đây là một chi tiết mà chúng ta thường xuyên phải cầm nắm khi mà vận hành điều khiển một chiếc xe. Thì những mẫu bao tay nè, đồ chơi này nè, sẽ đem lại cái độ bền cao hơn, tăng cái độ bám tay và chống khả năng bị trơn trượt. Ngoài ra thì còn có những món đồ chơi như là phuộc nè, của Vario và những dòng xe khác. Và tiếp theo sẽ là một dịch vụ nữa mà Vinh muốn giới thiệu đến cho các bạn, đó chính là gói bảo dưỡng 10 bước đang có giá ưu đãi giảm 50%, sẽ giúp chiếc xe của các bạn được tiết kiệm xăng hơn, vào số nhẹ hơn, lên ga mượt hơn và đi an toàn hơn, với mức giá dành cho xe số và xe con tay là 249.000 đồng giảm còn 125.000 đồng, xe tay ga 299.000 đồng giảm còn 150.000 đồng. Lưu ý với các bạn là mức giá trên chỉ áp dụng từ ngày thứ 2 cho đến ngày thứ 6 trong tuần thôi và áp dụng trên tất cả các chi nhánh của shop hai bánh. Và 10 bước trong gói combo bảo dưỡng nó sẽ là gì? Đây, thì ở bước thứ nhất chúng ta sẽ được vệ sinh nồi cho xe tay ga hoặc là vệ sinh nhông sinh dĩa cho xe số và xe con tay. Ở bước thứ hai sẽ là vệ sinh kim phun xăng. Bước thứ ba sẽ là kiểm tra điện, đèn. Bước thứ tư kiểm tra vỏ xe, vỏ trước và sau. Bước thứ năm là kiểm tra phuộc trước và sau. Bước thứ sáu là kiểm tra nước làm mát. Bước thứ 7 là kiểm tra lọc gió và buji. Bước thứ 8 là kiểm tra bình ắc quy. Bước thứ 9 là kiểm tra hệ thống phanh, dầu thắng. Bước thứ 10 là xịt GB7 vào các chi tiết như là chân trống, tay thắng và công tắc. Và combo bảo dưỡng 10 bước này chỉ áp dụng cho hai hãng xe, đó chính là Honda và Yamaha thôi. Wow, các bạn thấy chỉ với 150.000 đồng cho xe tay ga và 125.000 đồng cho xe số và xe công tay, các bạn có tới tận 10 bước để kiểm tra và vệ sinh các chi tiết như là nhông sinh dĩa nè, nồi hoặc là kim phun. Rất là nhiều bước chỉ với một mức giá ưu đãi giảm 50%. Các bạn hãy nhanh chân đến với shop hai bánh từ ngày thứ 2 cho đến ngày thứ 6 để được thực hiện gói combo này nha. Vỏ thì cũng được chia ra làm 3 phân khúc luôn. Nếu như các bạn muốn dòng vỏ, những dòng vỏ cao cấp thì có 3 thương hiệu, đó chính là Michelin nè, Metzeler hoặc là Pirelli. Nhưng mà Vinh thích nhất thì vẫn là cái thằng Michelin này, bởi vì thương hiệu Michelin nó sẽ có nhiều mẫu gai hơn để chúng ta lựa chọn, chẳng hạn như là Pilotjet nè, City Rip Pro, hoặc là nếu chúng ta thích phong cách của MotoGP cũng có thể lựa chọn vỏ kiểu của MotoGP luôn, vẫn có. Với rất nhiều kiểu dáng và size khác nhau, sử dụng cho Vario nè, mâm bản 14 inch hoặc là những dòng xe số, xe con tay, tất tần tật đều có ở đây hết. Và những dòng vỏ cao cấp sẽ đem lợi cho chiếc xe của chúng ta là độ bám đường tốt hơn nè, độ bền cao hơn và chống được tình trạng ăn đinh. Còn những dòng vỏ tầm trung thì có hai thương hiệu, đó chính là Aprilia và Dunlop.
Hai thương hiệu vỏ này mình cảm thấy là cái kiểu gai của nó cũng đẹp nè, cũng thể thao và độ bền cũng rất là cao nữa. Còn đến với phân khúc vỏ bình dân hơn một tí xíu thì chúng ta có cũng có ba thương hiệu luôn, đó chính là Maxxis nè, Camel. Còn một thương hiệu nữa anh camera chịu khó quay lên cao cái xíu, đó chính là Rudrai. Đây là ba thương hiệu vỏ bình dân trong phân khúc mà được shop hai bánh tuyển chọn ra để đem đến một sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Và nếu như các bạn có câu hỏi nào dành cho Vinh thì hãy comment bên dưới, Vinh sẽ trả lời trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Các bạn muốn mua hàng hãy đến trực tiếp các chi nhánh của shop hai bánh. Mua hàng online hoặc muốn được tư vấn thì liên hệ với số hotline là 0938 820202. Shop có nhận ship code đi cho các bạn ở tỉnh luôn nha. Bây giờ xin chào các bạn.